Beautifully. Hả? Cái gì đây? Nãy cô đỡ, sao mà ai qua cái gì thích thú mà anh ấy cứ tùm tà tùm tìm từ nãy giờ thế? Hôm nay anh tự nhiên, anh lại nghĩ lại anh hồi nhỏ, sao mà cute đáng yêu thế nhỉ? Tại sao lại cười anh? Tại vì em cũng nghĩ đến hồi nhỏ của anh ạ. Em nghĩ đến những cái ngày tháng ấy mà anh ở nhà, rồi anh ị đùn ra nhà anh ơi. Ôi, anh ị đùn bao giờ? Ê, nhìn anh cute đẹp trai thế này chắc chắn hồi nhỏ anh cũng đẹp trai như thế. Em có tò mò về cuộc sống của anh hồi nhỏ như thế nào không? Có. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ chơi ngay một game để xem cuộc sống lúc bé của anh như thế nào nha. What's your name? Gilder. Rồi, đây là anh Gilder. Ôi, lúc bé mà tóc anh tốt này á. Lúc này anh mới có 1 tuổi thôi, anh còn chưa biết đi, anh đang bò. Rồi, bây giờ okay. Mồm anh còn đang ngậm một cái ti giả. Tiếp theo này, rồi. Đấy, không phải khóc đâu. Rồi đây là bố mẹ của anh, thì bố mẹ của anh đang gọi anh ấy là đến đây để bố bế. Đến bố bế luôn. Ê, rồi con ngoan con trai ra đây bố bế nào. Úi trời ơi, thấy là bố anh bế một phát anh lại ui. Bố anh đây ti luôn hả anh ơi? Không phải. Tôi nhầm. Hóa ra là trí nhớ của anh nhầm. Lúc ấy là anh phải sang mẹ anh. Vèo một cái, đã lên 2 tuổi rồi. Ai dạ, đẹp trai. Ui, lớn lên luôn hả Tam ạ? Mà lúc nãy là anh không dùng núm ti giả nữa. Mà Hà Sam thấy anh lúc bé có đẹp trai không? Có anh ơi, nhưng mà nhìn mắt hơi dài anh ạ. Mắt hơi dài rồi, anh đi lên 3 tuổi này. Hồi nhỏ nhà anh có rất nhiều đồ chơi. Rồi, bây giờ là mẹ anh thì đang bảo là dạy anh cách bò sang kia. Con ơi, đến đây với mẹ nào. Em nói gì như mẹ anh ấy, mà anh cũng nói như thế. Rồi bây giờ anh sẽ đi này, đi từ từ thôi. Tránh những quả bóng này ra. Đúng rồi, tránh những quả bóng ra. Mà những cái quả bóng này như kiểu là được cài đặt sẵn đây anh ơi. Nó cứ lăn đi lăn lại anh ạ. Đó. Wow, con đến với mẹ đây mẹ ơi. Rồi, 2 tuổi, lên 3 tuổi rất là nhanh luôn. Em nghĩ là 3 tuổi anh sẽ có cái gì? Đó. Wow, anh có chiều cao, anh chắc chắn là sẽ cao hơn. Có một cái rất là quan trọng, đó là có áo để mặc. Rồi. 1-2 tuổi đâu có mặc áo đâu. Ui, lần này là anh đang chơi ở sân nhà anh luôn. À không, vẫn trong phòng. Ấy, anh đang tập đi. Ngày xưa anh có cái món đồ chơi này này. Cái người sắt này này. Rất là đẹp luôn. Đây là món đồ chơi con trai mới có rồi anh ạ. Đây này, đó. Ui trời ơi, đây. Wow. Ừ thế nhở? Tại sao lại phá hết đồ chơi nát hỏng hết như thế này? Papa, con xin lỗi. Không được. Lần sau bố không mua đồ chơi cho con nữa. Đấy, em biết ngay mà. Hồi bé anh hư, anh nghịch bị bố mắng chưa? Lúc đấy là anh hư thôi, chứ bây giờ anh ngoan rồi. Các bạn ở nhà cũng phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà bố mẹ. Chơi đồ chơi xong là phải dọn cất đúng nơi đúng chỗ nha. Ôi trời, không thể chịu nổi đứa con này nữa rồi. Đã có lúc bố anh rất là tức giận vì anh đã không biết cất dọn đồ chơi nên anh phá thôi. Nhưng mà bây giờ anh ngoan rồi. Rồi, úi trời ơi, lớn chưa Tam ơi? À, bây giờ là đến 5 tuổi này anh ơi. Tự dưng ở đây nó chia làm 2 con đường này anh ơi. Bây giờ anh sẽ đi theo con đường có màu xanh xanh số 6 này nha. Mời cô gái ăn trưa hoặc là ăn một mình anh chọn đi. Hồi đấy thì anh hay mời các bạn của anh ăn lắm. Anh sẽ chọn mời ăn. Wow, ui, bạn học lớp anh xinh thế. Rồi bạn có thể ăn trưa cùng tớ không? Úi rồi hai chúng mình cùng ăn nha. Trời ơi, món của bạn là món gì đấy cho mình ăn cùng với. Ơi, 6 tuổi. Càng ngày càng lớn càng phọc phao. Mà lúc này là mình chắc chắn là mình sẽ là đi học lớp 1 này anh nè. Ôi hôm nay anh làm gì mà bị mẹ mắng này? À, mấy hôm mẹ anh bảo anh dọn bồn cầu. Nhưng mà anh quên mất anh không dọn, anh mãi chơi quá. Thế là hôm nay mẹ anh bảo: Con vẫn chưa dọn bồn cầu cho mẹ à? Dọn đi. Làm gì chứ dọn bồn cầu thì anh dọn thường xuyên. Đó. Đầu tiên là anh sẽ lấy một cái cọ. Anh cọ vòng quanh cho sạch sẽ. Anh ơi, cái bồn cầu này em nghĩ là nó chắc là nhà anh phải dùng độ tầm vài chục năm rồi anh ạ. Anh mới dùng thôi nhưng mà mình không chịu khó cọ rửa nên là nó bẩn như này. Bẩn kinh khủng luôn đấy anh ơi, em tưởng là hộ đồ cổ. 6 tuổi là anh đã biết phụ giúp bố mẹ rồi đây này. Wow. Xịn sò chưa? Rồi, yeah. Tiếp theo, 7 tuổi. Ui, 7 tuổi bây giờ anh mặc quần dài rồi hả Tam ạ? Đó, hôm nay là anh được đi picnic cắm trại đây này. Chán quá bố ơi. Bày câu cá thôi. Không thì, ui, ui,
gì kia. Wow, có các bạn. Ôi dồi ôi, bạn anh hả anh ơi? Câu cá thì cũng thích, mà chơi cùng các bạn thì cũng thích. Thôi được rồi, anh chơi cùng các bạn. Ê, chơi cùng các bạn lại phải thêm kim cương. Nếu anh là người có kim cương, thôi thì anh đi câu cá, bán cá đổi lấy kim cương. Đúng rồi, ra câu cá cũng được anh ạ. Quăng cần nè. Cái hồ này em nghe đồn như là có cái con cá nó nặng lắm. Nó nặng độ tầm vài chục cân đấy anh ạ. Tí nữa anh câu lên cho em xem. Chúng mình sẽ làm món cá giã. Ui, có cá rồi anh ơi. Có cá, nó cắn. Nó cắn anh ơi. Nó phải to bằng người anh ơi. Ui, tên. Ui. Con này là con của con cá to em bảo. Nhưng mà không sao, có còn hơn không. Rồi bây giờ anh lên 8 tuổi rồi. Hôm nay là anh đang ở khu vui chơi này anh ơi. Đâu, đây là sân nhà anh ấy. Hôm nay anh mời các bạn đến sân nhà anh chơi. Hả? Sân nhà anh mà nó to như là cái công viên này hả anh ơi. To lắm luôn. Wow, bây giờ là bọn anh đang chơi cái trò kiểu như là đuổi bắt. Mình chạm vào ai là người đó kiểu như là bị bất động luôn, đóng hình. Bạn kia, đứng lại, ai chạy nhanh vậy? Bạn kia. Đóng băng luôn á, có lên. Cảm ơn bạn đó đợi. Ui, đuổi khó lắm. Chín tuổi. Buổi tối hôm ấy thì trời rất là tối, rất là xám xịt luôn. Và bố mẹ anh thì đi chơi Halloween hết. Chỉ còn một mình anh ở nhà thôi. Anh đang nhìn vào trong cái ngăn kéo kìa. Em biết anh nhìn cái gì không? Anh nhìn thấy cỗ máy thời gian của Doraemon. Đấy là em đọc truyện Doraemon nhiều quá nên em nghĩ thế. Chứ thực ra là bây giờ anh đang chọn mặt nạ chuối hay là mặt nạ chú hề để đi chơi Halloween. Anh sẽ chọn mặt nạ chuối đi. Wow, anh ơi, nhìn thế này á, đi dọa người ta vào ngày Halloween ấy, người ta không có sợ đâu. Đấy, các bạn anh ấy là phải hóa trang như thế này này. Đó, nhưng mà các bạn vẫn thích chơi với anh. Bây giờ là đi xin kẹo các bạn ạ. Bây giờ là đi xin kẹo vào các nhà hàng xóm để xin kẹo đây này. Rồi. Ở đây có một ngôi nhà đẹp ở bên tay trái của anh và một ngôi nhà ma quái ở bên tay phải. Em nhà... nghĩ là sẽ vào nhà nào đây? Nhà đẹp thì nó to anh ạ. Nhưng nhà ma quái thì nó không biết là có cái gì ma quái không. Tại vì ngày Halloween là mình phải khám phá. Mà tính anh lại rất thích tò mò khám phá thì anh sẽ vào nhà ma quái. Ui. Cốc. Rồi, họ cho mình kẹo đấy anh ạ. Rồi. Cảm ơn. Ôi, hết hồn các bạn ơi. Thế là trải qua một mùa Halloween tuyệt vời. 10 tuổi. Hôm nay là anh được bố cho đi tập bơi. Mà lứa tuổi này của mình là bắt đầu lúc này là đi tập bơi là ok này. Ok la này, tại vì lúc đấy cơ thể của mình là phát triển được hết rồi. Mà lúc này là có bố mình biết bơi đi kèm thì mình mới được tập bơi đúng không anh có đó? Sẵn sàng để bơi hay là tiếp tục tập luyện? Thì bình thường anh cũng tập bơi mấy tháng rồi. Thế nên là anh biết bơi rồi, anh sẽ bơi luôn. Rồi. No nước rồi. Tập ba giờ mình phải biết bơi hẳn thì mới bơi một mình được. May là có bố anh ở đằng sau, bố anh cứu ấy. Đúng rồi đấy anh ơi, nguy hiểm quá là nguy hiểm ấy. Thế nên mà đi ra những sông hồ ao suối là các bạn phải có người lớn đi cùng nha, không được đi một mình đâu. Mà không được tự ý là nhảy xuống rồi bơi một mình đâu các bạn nha. Thôi anh tiếp tục tập bơi cho an toàn. Đúng rồi. Một giờ sau. Wow. Em ơi nhìn này, lúc này là anh đã sẵn sàng có thể bơi được rồi đấy. 11 tuổi. Wow, lúc này anh có thể giúp bố để tưới cây rồi này anh ơi. Rửa xe em ơi. Hình như em nhớ không nhầm thì 6 tuổi là anh rửa bồn cầu. 10 tuổi anh đã biết rửa xe rồi. 11 tuổi rồi. Wow, anh quá là giỏi luôn, đúng là ấy, con ngoan của bố mẹ luôn ấy. Đó, rửa để còn bố anh còn cho anh đi picnic. Đúng rồi. Rồi, sạch sẽ rồi. Ui, đây là chắc chắn Hà Sam sang nhà anh chơi rồi vẽ bậy lên đây rồi. Không, sao lại là em? Không được vẽ bậy lên xe đâu, rất là bẩn đấy. Rồi, tiếp tục còn mặt này nữa, không biết bạn nào nữa. Vẽ bậy như thế này bẩn quá các bạn ạ. Chắc là đây là hình vẽ của bạn gấu đỏ hồi 6 tuổi các bạn ạ. Rồi, cái xe của bố anh nhờ anh rửa nó sạch sẽ rồi. Tiếp tục, 12 tuổi các bạn nha. Cố lên, đến 12 tuổi rồi. Vẫn chưa có sự thay đổi về ngoại hình mấy. Hôm nay là anh đi vào nhà thờ nè. Anh chắc chắn là anh có lỗi gì rồi. Chắc chắn là anh có lỗi gì đó thì anh mới một mình anh đi vào nhà thờ. Hay là đêm qua anh vẫn tè dầm trên giường hả anh? Cái gì? Anh 12 tuổi rồi ấy, ai còn đi tè dầm trên giường nữa. Hôm nay là anh đến đây là anh cầu cho hòa bình thế giới. Hoặc là chọn là Chúa không tồn tại.
anh sẽ chọn cho thế giới luôn được hòa bình, không có chiến tranh. Rồi. Con đã làm tốt lắm. Rồi, cố lên. Ăn cái sao luôn. Úi trời ơi. Ôi, đáng hình luôn. Anh luyện công à? Anh đã thay đổi ngoại hình một cách đáng kể rồi. Bộ quần áo rất thanh niên luôn. Rồi. Tiếp tục. Rồi, anh đi đâu đây Hà Tham ơi? Trường học anh ạ. Bây giờ là anh phải đi học. Từ bé là chưa đi học hôm nào nhỉ? Có một lúc đi học là ăn trưa cùng bạn rồi. Đúng rồi. Ôi, hôm nay anh rất đây là cái thằng ở trường anh. Nó rất là xấu xa. Ngày nào đi học nó cũng bắt nạt anh, bắt nạt bạn bè anh. Mà những người ngoan hiền như anh là hay bị bắt nạt lắm mà Tham ạ. Đây là bạo lực học đường này các bạn ơi. Cái vấn đề này là đáng bị lên án. Đấy, anh không biết. Chứ như bây giờ nếu mà các bạn mà bị bắt nạt đấy thì các bạn phải về nói ngay với bố mẹ, hoặc là nói với ông bà, nói với thầy cô, để mọi người còn có cách để giúp đỡ mình. Đúng không hả Tham? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ đi gọi cho thầy cô, các bạn của mình để giúp đỡ. Đúng rồi. Nghe nghe anh ơi. Chạy thật nhanh. 14 tuổi rồi em ơi. Rồi. Wow. Đây là bạn của anh. Vâng. Cô ấy rất là xinh đẹp. Và anh sẽ đi đến chỗ cô ấy. Nhưng mà anh phải tránh các bạn khác đi, nếu không là bị các bạn khác trêu đúng không? Đúng rồi. Đừng trêu tôi. Rồi đây. Wow bạn. Đây rồi. Đây là bạn gái của anh đứa đỏ ấy các bạn ơi. Không, chỉ là bạn học bình thường thôi. 15 tuổi rồi. Wow, tối nay anh đang ngủ một mình. Bây giờ anh lớn rồi là anh ngủ một mình ấy là sao mà? Tự nhiên anh ngủ dậy làm cái gì đấy nhỉ? Anh không nhớ nữa. Hay là anh bị bộng du? Bộng du là mắt phải nhắm nhá. Đây là anh mở mắt mà. Bây giờ là gà gáy trời sáng rồi. Một là đi đến trường, hai là trốn học. Em nghĩ với con người anh thì em nghĩ là anh thế nào? Em nghĩ là anh Gấu Đỏ là một người chăm học ấy. Ừ. Và học lực cũng rất là khá. Ừ. Thì em nghĩ là chắc là anh sẽ chọn là đi đến trường. Đúng rồi, quá chính xác luôn. Mình đi học phải chăm chỉ chứ sao trốn học được đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin chào cả lớp. Thầy tóc xanh đây. À không, thầy đội mũ len màu xanh. Có bộ râu rất là men. Ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một bạn học sinh mới của chúng ta. Đó chính là bạn tóc xoăn. Rồi, bạn ấy đi vào thẳng ghế ngồi và không chào thầy và cả lớp luôn. Thôi, tạm thời hôm nay anh chỉ kể cuộc sống của anh đến 15 tuổi thôi. Hôm nào có thời gian rảnh rỗi anh lại kể cho em nghe tiếp. Ôi dồi ôi, cái cuộc đời của anh vừa mới kể mà đã thôi rồi, làm em tò mò chết đi được ý. Nhưng mà còn đang mỏi mồm rồi. Được rồi các bạn ơi, vậy thì tạm thời hôm nay chúng mình cùng nghe câu chuyện của anh Gấu Đỏ từ lúc nhỏ đến lúc 15 tuổi thôi nha. Và hẹn các bạn và Hà Tham một ngày nào đó anh lại tiếp tục kể cuộc sống của anh từ 15 tuổi đến 100 tuổi luôn. Và bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye các bạn. Bye.